Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Chiến lược của Nga khiến phương Tây phải dè dặt trong từng quyết định hỗ trợ Ukraine. Trong hơn 1.000 ngày chiến sự, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã liên tục cảnh báo phương Tây về những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là chiến tranh hạt nhân nếu họ tiếp tục leo thang hỗ trợ Ukraine. Trong tháng này, các cảnh báo của Nga đã trở nên gay gắt hơn sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đồng ý cho Kiev sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Sau động thái này, Tổng thống Putin đã thay đổi chiến lược hạt nhân của Nga, đồng thời phóng một tên lửa đạn đạo mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào Ukraine. Thông điệp này được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ gửi đến các quốc gia ủng hộ Ukraine: đừng thử thách chúng tôi. Tuy nhiên, giới phân tích phương Tây cho rằng, sau gần 3 năm chiến tranh, những lời cảnh báo như vậy đã trở nên quen thuộc. Mỗi khi Ukraine đưa ra yêu cầu, từ xe tăng, máy bay chiến đấu, bom chùm, đến tên lửa tầm xa, các đồng minh phương Tây đều phải băn khoăn liệu có nên đáp ứng hay không, vì lo ngại rằng điều này có thể làm leo thang xung đột và khiến Nga có phản ứng mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau những lần như vậy, phương Tây cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu, biến điều cấm kỵ thành hành động bình thường. Các chuyên gia phương Tây cho rằng, không có lý do gì để tin rằng lần này sẽ khác biệt. Họ nhận định đây là minh chứng cho chiến lược của Điện Kremlin nhằm ép phương Tây phải nhìn nhận cuộc xung đột theo điều kiện và khái niệm của Nga. Với mỗi lần hỗ trợ Ukraine đều bị xem là sự leo thang nghiêm trọng. Ngoài chiến trường, Điện Kremlin đã thành công trong việc buộc phương Tây phải suy nghĩ từ lập trường của Nga thay vì của chính mình, ra quyết định dựa trên những thực tế mà Nga đã tạo ra, từ đó giúp Moscow giành thế chủ động trên vũ đài quốc tế, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW tháng 3 vừa qua. Ông Katerina Stepanenko, đồng tác giả của báo cáo, cho rằng chiến lược này tương tự như khái niệm kiểm soát phản ứng trong thời kỳ Liên Xô, khi một số quốc gia ép đối thủ phải đưa ra lựa chọn đi ngược lại lợi ích của chính mình. Sự trì hoãn và các cuộc tranh luận kéo dài về viện trợ quân sự cho Ukraine là minh chứng rõ ràng cho chiến lược thành công của Điện Kremlin, ông Stepanenko nhận xét. Các nhà nghiên cứu cũng nhận định rằng chiến lược này đã thể hiện rõ trong cuộc tấn công bằng tên lửa Oresnik vào Ukraine mà Tổng thống Putin tuyên bố là phản ứng đối với quyết định của Tổng thống Biden cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa. Đặc biệt, việc Mỹ cung cấp tên lửa chiến thuật ATACMS cho Ukraine vào đầu năm nay nhưng không cho phép tấn công vào lãnh thổ Nga không được coi là một sự leo thang. William Amber, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát Vũ khí của NATO, cho rằng điều này đã mang lại lợi ích cho Nga vì thực tế là Ukraine từ lâu đã sử dụng các máy bay không người lái tự chế để tấn công các mục tiêu trong lòng Nga và các khu vực mà Moscow kiểm soát ở Ukraine. Do đó, theo các chuyên gia phương Tây, việc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa chỉ là sự thay đổi về mức độ, chứ không phải về bản chất. Trước đây, Kiev đã sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công Crimea, khu vực mà Nga kiểm soát từ năm 2014. Thậm chí, Kiev cũng đã được phép sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công các vùng đất ở Ukraine mà Nga đang chiếm đóng. Moscow luôn coi những khu vực này là lãnh thổ của mình và đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào đó bằng vũ khí phương Tây sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vào tháng 5, Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm ngắn để tấn công các mục tiêu ở vùng biên giới Nga, Kharkiv, trước khi quyết định này được đưa ra. Nga đã đưa ra cảnh báo hạt nhân: chúng ta đã chứng minh rằng khi vượt qua ranh giới đỏ giả định, thực sự chẳng có gì xảy ra cả, Amber nói. Tuy nhiên, ông nhận định rằng những lời đe dọa từ Nga đã đủ để phương Tây dè dặt hơn trong việc cung cấp các vũ khí và khí tài mà Ukraine rất cần. Mặc dù trong thời gian qua, Nga đã liên tục đưa ra các lời cảnh báo, ông Amber cho rằng có rất ít lý do để tin rằng lần này sẽ khác biệt, đặc biệt khi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump sắp nhậm chức
Điều này có thể khiến Nga có thêm hy vọng rằng các cảnh báo đó sẽ không được thực thi. Nga và NATO chuẩn bị bước vào cuộc xung đột không thể tránh khỏi. Tướng Christian Badia, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chuyển đổi Đồng minh ACT, đã đưa ra một cảnh báo sắc bén về cuộc đối đầu đang ngày càng căng thẳng giữa NATO và Nga, cho rằng khối quân sự này do Mỹ đứng đầu đang bị cuốn vào một cuộc chiến tranh hỗn hợp không thể kiểm soát. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Süddeutsche Zeitung ngày 26 tháng 11, ông Badia khẳng định rằng cuộc xung đột này không chỉ đơn giản là sự tái diễn của chiến tranh lạnh, mà thực sự là một cuộc đấu sát ván nhằm thay đổi trật tự thế giới hiện tại. Tướng Badia nhấn mạnh, Nga đang tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại phương Tây, và ông cảnh báo rằng tình hình có thể leo thang bất cứ lúc nào. Theo ông, cuộc đối đầu này đã vượt qua giới hạn của sự căng thẳng thông thường và hiện tại đang có quá nhiều vùng xám, nơi những sai lầm trong tính toán có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Rủi ro lớn nhất bây giờ là những tính toán sai lầm. Tình hình có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, ông nói, làm rõ mối nguy hiểm từ một cuộc chiến mà không ai có thể đoán trước được kết quả. Tướng Badia còn cảnh báo rằng cuộc đối đầu với Nga không chỉ đơn giản là một sự lặp lại của chiến tranh lạnh, mà là một thử thách nghiêm trọng đối với trật tự thế giới hiện nay. Chúng ta đang nói về một trật tự thế giới mới, ông nhấn mạnh. Ông chỉ ra rằng các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Iran không chỉ phát triển vũ khí siêu thanh, vệ tinh mà còn đạt được những bước tiến lớn trong không gian mạng. Và tất cả những quốc gia này đều đang cùng nhau thách thức sự thống trị của phương Tây. Mặc dù ông Badia không đưa ra dẫn chứng cụ thể cho những tuyên bố này, nhưng cảnh báo của ông về một sự liên minh giữa các quốc gia đối đầu với NATO không thể bị coi thường. Đánh giá của tướng Badia về cuộc xung đột hiện tại giữa Moscow và NATO tương đồng với những nhận xét trước đây của các quan chức Nga, những người đã mô tả tình hình như một cuộc chiến tranh hỗn hợp. Những biện pháp trừng phạt ngày càng tăng và sự hỗ trợ quân sự lâu dài của phương Tây đối với Ukraine khiến mọi thứ càng trở nên phức tạp. Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov cũng đã lên tiếng chỉ trích việc NATO tham gia sâu vào cuộc chiến Ukraine, cho rằng NATO đã tiến hành một cuộc chiến chống lại Nga, nhưng đây là một cuộc chiến tranh hỗn hợp do người Ukraine thực hiện. Cả hai bên dường như đều nhận thấy rằng cuộc đối đầu này không chỉ đơn giản là một cuộc chiến về lãnh thổ hay quyền lực khu vực, mà còn là cuộc tranh giành ảnh hưởng toàn cầu. Trong khi Nga liên tục khẳng định quyền lợi của mình, NATO và các đồng minh phương Tây cũng không ngừng gia tăng sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, khiến cho mối quan hệ giữa hai thế lực này càng thêm căng thẳng và khó kiểm soát. Oretnik của Nga vượt trội hơn đáng kể so với các tên lửa mà Ukraine sử dụng với sự cho phép của đồng minh. Khi Nga quyết định triển khai tên lửa Oretnik trong cuộc tấn công gần đây, phản ứng ở Mỹ và các quốc gia đồng minh không chỉ là sự lo lắng, mà còn là sự im lặng nặng nề. Tạp chí Responsible Statecraft đã chỉ ra rằng việc sử dụng tên lửa này của Nga không chỉ thể hiện sự vượt trội về công nghệ, mà còn khiến các hệ thống vũ khí mà Ukraine nhận được từ phương Tây trở nên kém hiệu quả hơn rất nhiều. Từ những tên lửa ATACMS của Mỹ đến Storm Shadow của Anh, tất cả đều có tầm bắn và sức tấn công hạn chế so với Oretnik, một vũ khí vượt trội về cả tầm xa và khả năng hủy diệt. Trong bài viết của mình, tạp chí này nhận định rằng sự tiếp tục xuất hiện của tên lửa Oretnik trong chiến trường sẽ đẩy các vũ khí của phương Tây vốn được cung cấp cho Ukraine vào thế vô dụng. Mặc dù Mỹ và các quốc gia đồng minh đã dốc sức cung cấp các loại tên lửa tiên tiến, nhưng giờ đây, khi đối mặt với Oretnik, những vũ khí này dường như không thể sánh bằng. Điều này khiến những người ủng hộ việc sử dụng ATACMS và Storm Shadow trong chiến tranh tại Ukraine phải giữ im lặng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những người ủng hộ ATACMS phần lớn lặng im sau vụ phóng Oretnik. Tác giả bài viết nhận định, và những lời này rõ ràng đã chỉ ra sự bất lực của những hệ thống vũ khí mà phương Tây đã đặt cược vào. Cùng lúc đó, Nga không ngừng cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu các cuộc tấn công vào lãnh thổ của mình tiếp tục. Trong cuộc phỏng vấn, ông Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Nga, đã phát biểu rằng sự kiên nhẫn của Nga không thể bị thử thách mãi. Chúng ta có nhiều câu tục ngữ, đo hai lần, cắt một lần. Chúa đã chịu đựng và truyền lệnh cho chúng ta. Nhưng sự kiên nhẫn là bắt buộc, nếu bị thử thách không ngừng thì cũng nên kết thúc trong hoàn cảnh này. Ông Lavrov nói, nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không khoan nhượng trong việc bảo vệ lãnh thổ. Trước đó, Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin cũng đã lên tiếng về các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu ở vùng Kursk và Bryansk vào ngày 19 tháng 11, sử dụng các tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh. Đáp lại, ngày 21 tháng 11, Nga đã phóng tên lửa siêu âm Oretnik vào các cơ sở quân sự của Ukraine
tại Dnipropetrovsk, mở màn cho một cuộc tấn công tổng hợp vào khu liên hợp công nghệ quân sự. Cú đáp trả này của Nga không chỉ là một đòn tấn công thông thường, mà còn là thông điệp rõ ràng gửi đến phương Tây. Nếu tiếp tục khiêu khích, hậu quả sẽ không thể lường trước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.